cánh thư nghìn nghìn nét chữ của em học trò. Này là bánh trưng mẹ già từ tay gói gửi cho con. Này là áo lem bao nhiêu đêm thâu em môi em nắn. Nắng em gửi xa tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò. Nhìn cặp bánh trưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo lem sao như tôi nghe trong lòng chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời nhưng tất cả xuân là đón đời.